chừng nha, thác nó nguy hiểm lắm đó nha. Cứu nó lại, còn sống không? Chết rồi. Thả lại xuống nước đi. Chết rồi. Hả? Chết rồi. Chết hả? Chết rồi. Mở vô. Đá lên trên ghê quá Lộc ơi. Bây giờ hết cục đá đè à. Xuống đi, leo lên đi. Đằng kia kìa. Đằng kia kìa, đi. Đó. Đứng nhìn đi, lại kia lại ngồi cái cầu đó kìa, lại ngồi cầu đó cho chụp cho đẹp đó Lộc. Gì vậy? Ủa xuống này có cá luôn á chứ. Có chứ, cá dữ lắm á. Nè quay bằng á chụp đây. Mắt gì hơi giống kỳ vậy. Cái này là, này là thác chứ không phải suối. Thấy không? Ờ này là thác. Giống như là lúc mà gặp mây rồi.